Dương đang trên đường đi học, Dương mới đi học xong. Bây giờ thì Dương đang đứng đợi xe tới để mà Dương đi về nhà. Thì trong cái lúc mà Dương ngồi Dương học như vậy thì Dương nhận được tin của mấy anh chị ở bên Mỹ gửi sang, nói rằng anh Thái Vi Lan đã mất rồi. Thì không biết rằng trong số anh chị, những người mà đang theo dõi Facebook của Dương đó, anh chị có biết đến anh Thái Vi Lan không? Dương và anh Thái Vi Lan ngày xưa đó thì Dương biết anh Thái Vi Lan qua cái YouTube. Rồi sau này Dương lên Dương làm livestream thì Dương không biết anh Thái Vi Lan anh có xài Facebook anh chị. Thì sau này thì Dương biết được tới anh Thái Vi Lan thì bắt đầu là Dương với lại anh Thái Vi Lan cũng có kết bạn với nhau. Thì trong cái quá trình mà Dương lên tiếng như vậy, Dương và anh Thái Vi Lan có những cái sự đồng điệu với nhau trên cái con đường mà lên tiếng cho những cái bất công trong xã hội Việt Nam. Có những cái sự mâu thuẫn và có những cái sự không hiểu nhau giữa hai người, nhưng mà anh Thái Vi Lan và Dương gần như Dương thì không có giận anh Thái Vi Lan, nhưng mà có những cái nhìn nhận của anh Thái Vi Lan về một cái vấn đề nào đó mà Dương với anh Thái Vi Lan không có giống nhau. Thì một thời gian để mà ngăn cái sự những cái sự rắc rối và những cái sự nhức đầu đó, tại vì Dương lúc đó ở chính giữa anh chị, thì Dương chọn cái hình thức là Dương lóc cái Facebook. Dương cái lóc cái Facebook của anh Thái Vi Lan và Dương không có còn tương tác với anh Thái Vi Lan nữa một thời gian cũng khá là dài. Ngày hôm nay Dương nhận được tin rằng anh Thái Vi Lan ảnh đã mất rồi. Cho đến bây giờ thì Dương không biết anh Thái Vi Lan đang ở tiểu bang nào của Mỹ. Nhưng mà Dương thì cái Facebook của Dương với lại anh Thái Vi Lan thì không có còn tương tác với nhau nữa anh chị, không có tương tác, cho nên Dương không biết anh chị. Thật sự ra đây là một cái tin rất là buồn. Dương thì Dương không có tính giận, Dương chỉ có trong cái lúc mà hai người làm việc với nhau cũng đi trên cái con đường này đó, thì có những cái sự không có tương đồng trong cái cách đấu tranh thôi. Tại vì anh Thái Vi Lan là người sống ở nước ngoài lâu, Dương thì mới ra, cho nên hai cái tư tưởng nó có phần nó hơi khác nhau về cái sự nhận định một cái vấn đề nào đó. Nói về hai cái Facebook mà là Dương block anh Thái Vi Lan không có nghĩa là Dương giận anh Thái Vi Lan lâu. Dương đã không có giận, Dương không hề giận. Thì ngày hôm nay nghe tin cái người bạn của mình đó anh chị đã mất đi rồi thì thật sự ngỡ ngàng lắm. Anh Thái Vi Lan thì anh còn rất là trẻ, anh Thái Vi Lan năm nay chắc chừng khoảng 40 ngoài thôi. Thực sự lúc ban đầu á, Dương nhìn anh Thái Vi Lan, Dương không nghĩ rằng anh Thái Vi Lan lại đang mang trong mình một cái bệnh ung thư. Rồi một cái thời gian rất là ngắn, cái căn bệnh ung thư nó lại cướp mất đi anh Thái Vi Lan, để chúng ta thấy được cái mạng sống của mình nó ngắn ngủi quá. Thật sự Dương thấy nó ngắn ngủi vô cùng. Mới ngày nào anh lái xe, anh đi chơi, anh chở gia đình đi đây đi kia chơi, rồi Dương cũng có trong cái livestream đó, lúc mà Dương chưa có blog tài khoản của anh Thái Vi Lan á, thì Dương vẫn vào comment, anh em vẫn nói chuyện với nhau. Nhưng mà hôm nay nhận được tin là anh Thái Vi Lan anh đã mất rồi. Thì để Dương muốn nói cái điều gì, để Dương muốn nói rằng là cái cuộc sống của con người chúng ta nó ngắn ngủi lắm. Mà Dương biết rằng là chắc có lẽ anh Thái Vi Lan cũng sẽ không có tiếc nuối cái gì đâu. Tại vì trong cái lúc mà tranh đấu như vậy, trong cái lúc anh ta sống trên cuộc đời này thì ít ra anh ta cũng có lên tiếng để nói lên những cái bất công trong xã hội Việt Nam. Một kinh nghiệm đừng có block ai khi họ cũng là những người yêu nước, không phải Dương block là Dương ghét đâu anh chị, không phải Dương block là Dương ghét đâu, mà Dương block để Dương không có muốn nhìn thấy những cái sự vô lý thôi, để mình không bị bận tâm. Block là một cái để mình không phải bận tâm những cái điều mình gọi là nó không có, mình thấy nó không có đúng, chứ không phải là block là để lóc là ghét là hận đâu, không phải. Tại vì mình còn có quá nhiều cái vấn đề để mà mình phải làm, mà những cái vấn đề linh tinh kia nó cứ xuất hiện trước mặt mình hoài á, thì cái Dương chọn cái nút lóc để Dương không còn thấy nữa, để mình an tâm mà mình làm những cái việc khác anh chị, chứ không phải Dương lóc rồi Dương ghét, không phải như vậy đâu. Đức Long Huê chào anh chị. Tính đến là điểm này có nhiều người sẽ nói rằng là chắc Dương giận hay là Dương ghét anh Thái Vi Lan vậy lắm. Dương nói lại một lần nữa là Dương không hề giận. Đối với những anh chị đấu tranh, Dương không có giận ai hết.
Tại vì Dương biết rồi á, là một ngày nào đó Dương cũng sẽ giống như anh Thái Vi Lan, cũng sẽ nằm xuống trong sâu trong ba lòng đất thôi. Và ngày hôm nay nếu mà anh Thái Vi Lan có làm được gì, có muốn làm được gì thì anh Thái Vi Lan cũng đã không thể làm được gì nữa rồi. Và ngày hôm nay Dương đứng đây, Dương cũng không biết là ngày mai Dương có thể còn sống trên mặt đất hay không, Dương còn sống trên cõi đời này hay không. Chúng ta cũng không biết được cái chuyện gì nó sẽ đến với chúng ta. Cho nên là Dương nói thì nói chứ Dương không có giận ai, Dương không có giận anh chị. Tại vì khi chúng ta chết rồi chúng ta cũng nằm xuống đó thôi, ai cũng vậy, không ai khác ai hết. Cho nên là tại sao chúng ta phải nuôi cái sự thù hận nó lâu dài. Ngày hôm nay nếu mà những người mà còn giận anh Thái Vi Lan thì Dương mong rằng là chúng ta hãy nghĩ đến cái việc là ngày mai chúng ta cũng sẽ nằm dưới ba lòng đất, thì chúng ta bỏ qua hết những cái chuyện đó để mà chúng ta cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn. Đông thư không ớ khả để kiếm like hả? Không, nếu không ghét người ta, block người ta làm chi? Nếu anh Thái Vi Lan vô lý, sao lại đi thương cảm? Đúng là miệng lưỡi của kẻ xảo trá. Miệng lưỡi của kẻ xảo trá thì tôi đâu có bận tin đâu, phải không? Tôi không có cần phải nói, tôi nói như vậy là tôi nói đã đủ lắm rồi, phải không? Xảo trá thì vô Facebook tôi định làm gì, phải không? Đây là những cái kẻ cũng hay vô để mà chăm đâm bị thóc trọc bị gạo, phải không? Miệng lưỡi của kẻ xảo trá, Đông thư lóc. Không phải đâu, không có ghét luôn nữa, nhưng mà nói cái kiểu này giống như cái kiểu mà tôi muốn tấn công nữa, muốn gây gỗ nữa, cho nên là Dương lóc lẹ, khỏi nói nhiều, khỏi gây lộn. Dương chọn hình thức là không nói chuyện đến những vấn đề đó để khỏi gây lộn. Đông phi hổ, đồng phi hổ, thật là tội. Tin này đã xác định thật sự chưa? Tin này giờ Dương thấy có một số anh chị đang sống tại Mỹ vô gửi cho Dương. Rồi Dương kiểm tra lại bằng cách là Dương vô trong cái Facebook của anh Trương Quốc Huy, Dương coi thì Dương thấy rằng anh Trương Quốc Huy cũng nói như vậy luôn. Dạ. Để mình thấy được cuộc đời nó gọi là nó vô thường anh chị ha, thấy cuộc đời mình nó vô thường. Dương đang ngồi Dương học thì Dương nhận được cái tin như vậy á, học không vô luôn anh chị, học không nổi luôn. Ngạc nhiên chứ mình cũng biết rằng là anh ta đang bị bệnh như vậy. Mình không nghĩ rằng nó đi nhanh như thế đâu. Tự nhiên mình cảm thấy mình hơi lo cho bản thân mình. Mình cũng hơi lo. Có nhiều người hỏi là anh Thái Vi Lan là một người trí thức như vậy, tại sao mà anh có thể để đến phút cuối cùng, để căn bệnh ung thư đó đến giai đoạn cuối cùng mới phát hiện ra, rồi phát hiện ra thì không làm gì kịp hết. Thì Dương không biết anh chị, nhưng mà chúng ta cũng khó hiểu ha. Trong số anh chị có bao nhiêu người biết đến Thái Vi Lan, có ai chưa từng biết tới anh Thái Vi Lan không? Các bạn mà đang có mặt trên cái Facebook của Dương đó, các bạn có ai không biết tới Thái Vi Lan không? Quang Nguyễn, Thái Vi Lan đã từ trần ở Seattle hôm qua. What can do? Lan Diệp Thị Tuyết. Lan biết hả? Em chưa chị ơi. Các bạn mà không biết anh Thái Vi Lan thì các bạn lên trên YouTube, các bạn gõ Thái Vi Lan, nó sẽ ra những cái video clip mà anh Thái Vi Lan dạy tiếng Anh đó. Có em này chị, Phương Vũ. Ôi trời ơi, tới trễ quá rồi. Dương đang trên đường đi học về anh chị, Dương đang trên đường đi học vậy. Thì Dương cũng có nghe anh Thái Vi Lan chia sẻ là lúc trước anh Thái Vi Lan sống ở Việt Nam, cũng có vài lần anh Thái Vi Lan bị đau bụng cái gì đó, nhưng mà đi khám rồi thì người ta không có tìm ra được cái nguyên nhân. Em ơi làm sao mà mất đấy? Hình như anh Thái Vi Lan anh bị ung thư á, thì Dương nghĩ rằng là ung thư, Dương không biết ung thư gì, Dương không biết ung thư gì, nhưng mà thấy có vẻ gầy gò, thì Dương mới nhớ là cái câu chuyện của ông ngoại Dương. Ông ngoại Dương ngày xưa bị ung thư đại tràng á, thì thông thường á là mình ăn không có được,
nó mà đã rơi vào cái giai đoạn cuối rồi đó anh chị, thì không có ăn uống gì được hết á. Thì Dương không biết anh thấy Vi đang bị ung thư gì, Dương không biết. Thì ung thư đại tràng đó anh chị ăn vô nó ói ra hết luôn, ăn uống vô nó ói ra hết luôn, thì cơ thể nó không có hấp thụ được chất dinh dưỡng. Mà nếu mà cơ thể anh chị mà có ăn vô thì những cái chất dinh dưỡng nó cũng sẽ nuôi những cái tế bào ung thư, nó làm những cái tế bào ung thư nó càng ngày càng lớn ra. Nhưng mà thông thường là chúng ta ăn vô, chúng ta không có, cơ thể nó không có hấp thụ được, chúng ta ói và cơ thể nó không có cái gì, không có chất gì hết, thì dần dần, thì lúc ông ngoại của Dương chết á, lúc đó ông ngoại Dương còn có 20 kg, rất là nhẹ. Ông ngoại Dương thì bị mắc chứng bệnh là ung thư đại tràng. Dương thấy ở bên Na Uy này á, trong gia đình Dương có một cái người thân bị ung thư đại tràng, nhưng mà do là phát hiện lúc ban đầu cho nên bây giờ vẫn sống tốt. Do cái y tế, cái điều kiện y tế của bên Na Uy nó cũng tối tân, nó hiện đại hơn, cho nên là cái người trong nhà của Dương vẫn còn sống, điều trị vẫn đi làm việc bình thường, không có sao hết. Còn ở Việt Nam thì anh chị cũng biết cái môi trường y tế ở Việt Nam thì nó cũng kém, cho nên ngày xưa ông ngoại của Dương với lại cái người dân Việt Nam của chúng ta đó cũng không có thói quen đi khám định kỳ. Rồi để khi mà giai đoạn cuối cùng rồi bắt đầu mới phát hiện bệnh. Còn anh Thái Vi Lan thì nghe kể là anh ở Việt Nam anh cũng hay đi khám bệnh, nhưng mà vô trong đó người ta không có tìm ra được bệnh. Rồi qua tới Mỹ thì không biết sao đó mà để tới giai đoạn cuối cùng luôn. Dạ. Thì cái này thì mấy cái vụ bên bệnh đó thì Dương chỉ biết là anh Thái Vi Lan bị bệnh giai đoạn cuối, và khi mà phát hiện bệnh đau này kinh tới bây giờ thì thời gian rất là ngắn. Thì Dương không biết cái thời gian bao lâu, không biết cái tổng thời gian mà từ khi anh đi khám bệnh, anh phát hiện bệnh nặng tới bây giờ là được bao nhiêu lâu mà anh đã mất rồi thì Dương không biết. Tại vì cho đến ngày hôm nay á, là có mấy anh chị chạy vô Facebook nhắn tin cho Dương, nhắn tin bên Viber cũng có, nhắn tin bên Facebook cũng có, cho Dương biết rằng là anh bị mất rồi thì Dương mới biết thôi. Chứ Dương thì Dương cũng không có biết được rằng là anh bệnh khi nào, rồi anh trong khoảng thời gian bao lâu thì anh mất, thì Dương không có rành mấy cái này anh chị. Dương chỉ biết là anh Thái Vi Lan bị bệnh ung thư và mất thôi à. Nếu anh chị nào biết rõ về anh Thái Vi Lan thì chia sẻ một chút. Và tuổi tác của anh Thái Vi Lan thì Dương cũng không có nắm được luôn, Dương chỉ biết ngoài 40 thôi, chứ Dương không biết anh Thái Vi Lan bao nhiêu hết. Đó là cái lý do vì sao mà ngày hôm nay Dương lên tiếng anh chị. Dương cũng đã nói rồi ha, cuộc đời của mình nó ngắn ngủi lắm, Dương không biết, chúng ta không biết, anh và chị và tôi, Dương không biết rằng chúng ta sống đến khi nào chúng ta chết. Và chúng ta hãy sống làm sao cho nó có ý nghĩa, sống làm sao để mai này khi chúng ta có bệnh rồi chúng ta nằm xuống đó, thì chúng ta cũng không có cảm thấy rằng là chúng ta tiếc nuối, hoặc là chúng ta muốn làm nhưng mà chúng ta làm không được nữa. Ơi, Vinh yếu rồi. Sinh năm 1977, 75. Vậy là anh thấy Vi Lăng tuổi Tỵ, tuổi con rắn. Người thì nói năm 77, người nói anh sinh năm 75. Anh chị Dương đang nói chuyện, nếu mà pin nó có tắt thì anh chị cũng hiểu là điện thoại Dương hết pin nha. 75 hả? 75, vậy là anh thấy Vi Lăng tuổi con mèo. Dạ. Anh thấy Vi Lăng sinh năm 75, mất vào lúc 7 giờ ngày 10. 7 giờ 10 ngày 7. Dạ, cảm ơn các bạn nha. Dương không có nắm được cái thông tin này. Dạ. Thì nếu mà những anh chị nào mà ở chỗ anh Thái Vi Lan á, mà không có theo dõi Facebook của anh Thái Vi Lan mà theo dõi Facebook của Dương á, thì chúng ta sẽ, ví dụ như chúng ta cảm thấy thân thiết thì chúng ta đến để mà chia buồn cùng gia đình. Dương thì Dương không có, Dương chỉ có thể là chia buồn cùng với gia đình qua cái này thôi. Thật sự nói với lại gia đình của anh Thái Vi Lan, mà chắc những người bạn của anh Thái Vi Lan cũng có người hiểu là giữa Dương và anh Thái Vi Lan có cái sự gọi là trái trong cái quan điểm nhìn nhận, nhưng mà không có nghĩa là Dương giận đâu. Dương không giận, và Dương cảm thấy nó hơi buồn, nó buồn lắm, nó khi mà nghe cái tin này rất là buồn, ngồi trong lớp học không được anh chị, buồn lắm. Thì chúng ta nghe được một người bạn của mình cũng gọi là trên đường tranh đấu mà họ bị mất như vậy, mình bị mất mát, mình cảm thấy bị mất mát nhiều lắm. Cái gọi là ung thư thì ung thư nào cũng không qua được khỏi đâu. Chỉ sớm hay muộn thôi, không ai thọ được cả. Thì Dương đang đứng dưới trời lạnh lắm, không biết có khỏe không, trời rất là lạnh. Dân Việt Nam biết gần như chắc cũng không dám tới bệnh viện vì lo tiền chi phí không đủ á chị. Đúng rồi đó. Cám Huy là bạn thân với anh Thái Vi Lan. Dạ. Dương nói
Dạ hồi nãy giờ có anh chị comment rất là rõ luôn á, nói về cái thời gian anh Thái Vy Lan sinh ra và anh Thái Vy Lan mất vào lúc 10 giờ ngày 7 tháng 3 hả anh chị. Rồi có một số comment nó ghi rõ cái địa chỉ của anh Thái Vy Lan ở bên đó luôn. Thanh Triều Thái Vy Lan qua đời rồi hả mọi người? Anh Thái Vy Lan mất rồi anh chị. Một chiến sĩ trẻ, một chiến binh ở trên con đường này đã rời khỏi mặt trận rồi. Ngày hôm qua Dương có nói chuyện với một anh bạn của Dương, ai biết đâu rủi ngày mai và Dương tử trận trên chiến trường này sao. Thì sáng hôm nay tại Dương lại nghe một cái tin này. Dạ. Hello, nhìn nắng vậy mà lạnh hả? Mấy độ Dương? Dương nghĩ bây giờ nó là âm 2 độ đó, không có nắng, trời trời đang mây không có nắng. Âm 2 độ. Rồi chú bao nhiêu tuổi rồi? Chắc chú cũng khoảng 43 tuổi. Gần điện thoại gần hết pin anh chị. Nó còn có 10% thôi. Nếu mà Dương đang nói mà nó tắt, nó tút, nó căng một cái là anh chị thấy điện thoại nó hết pin rồi ha. Thì Dương chỉ nói như vậy để chúng ta biết, chúng ta chia cái tin buồn này cùng với gia đình, bỏ qua hết những cái sự thù hận. Dương biết trong Facebook này có nhiều anh em chúng ta trái quan điểm lẫn nhau lắm. Dương biết chúng ta khó lòng mà chúng ta bỏ qua hết những cái điều này, nhưng mà mất rồi anh chị. Một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ mất thôi, không? Nhìn vào mặt cháy luôn, đâu có đâu. Không có. Trên xe biết nhiều người có mắc cỡ quá. Tôi ở Phi Linh trong hãng làm có ba người nữ bị ung thư ngực, điều trị 6 7 năm đã hết bệnh 100%. Vậy là cái người nào hồi nãy nói mà bệnh ung thư đó, là nếu đã dính tới ung thư là không có đường chữa nào chữa được là sai ha. Có người nói rồi đó. Xem clip cuối đời của anh Thái Vy Lan, nếu từ trần về lý tưởng cũng được, sung sướng mà. Dạ. Thì con nghĩ rằng đó là nếu nếu mà con không, ngày mai mà con mất đi, con cũng không có cảm thấy con buồn. Con nghĩ vậy. Tại vì con cũng đã lên tiếng, con cũng đã không im lặng rồi. Cho nên là con đã cố gắng hết cái khả năng của con có thể. Nếu ngày mai mà con vì lý do nào đó mà con nằm xuống, mọi người nhận được tin con không còn sống nữa thì con nghĩ rằng là mọi người chắc cũng cũng sẽ vui cùng con, tại vì con không sống vô ích. Phương Vũ, em cũng chuẩn bị qua Naui, hy vọng gặp bạn nha. Để coi dùm con. Ở Việt Nam thì đa phần người ta bị ung thư đại tràng rất là nhiều. Bị ung thư đại tràng rất là nhiều luôn anh chị. Ung thư đại tràng, ung thư đường ruột nhiều lắm. Rồi là vô thường, chúng ta sống ở cõi ta mà chỉ là cõi tàn. Đúng rồi đó. Bây giờ ở bên Na Uy là 12 giờ 15. Dương mới đi học ra. Ôi, nghe tin cái đầu nó nặng trình trịch luôn. Nặng ơi là nặng. Thì Dương ơi nghe đau lắm. Trừ ma quỷ còn lại đều là anh chị em một nhà mà thôi. Đúng rồi. Ung thư vòng họng đó hả? Dạ. Hồi nãy Dương đang ngồi thì Dương thấy có 4 người vừa nhắn tin cho Dương lận. 4 người vừa nhắn tin cho Dương lận. Chứ không phải là một người. Nhắn tin Viber cũng nhắn này, rồi nhắn bên Messenger Facebook cũng nhắn. Ung thư tùy theo phát hiện sớm hay muộn, nếu phát hiện sớm thì có thể chữa được. Dạ. Vì ăn đồ bẩn của Tàu Cộng. Dạ, mấy cái này thì mình cũng nói nhiều lắm rồi ha. Dạ. 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 Chào chú Thanh Quang Nguyễn, thì con chắc cũng điện thoại con cũng sắp hết pin rồi đó. Dạ, thì chỉ nói đôi chút như vậy để các anh chị sống ở Mỹ mà gần gần đó chúng ta biết được tin anh Thái Vy Lan đã mất rồi ha. Rồi thì bây giờ thì Dương sẽ dừng cái chương trình livestream này lại, rồi có gì Dương sẽ gặp anh chị đằng sau nhé. Rồi cho lời cuối cho Dương gửi lời chia buồn đến gia đình của anh Thái Vy Lan, với bà xã và đứa con của anh Thái Vy Lan. Rất là chia buồn cùng gia đình luôn. Dương xin chào.